Ở phần tiếp theo này chúng ta sẽ tìm hiểu về cái công cụ lựa chọn là tạo vùng chọn thứ ba, đó là Magic Nozzle Tool. Các bạn kích chọn cái biểu tượng của nó đây, biểu tượng của nó là cái biểu tượng cuối cùng vào trong nhóm Nozzle Tool. Với cái công cụ tạo vùng chọn Magic Nozzle Tool đây, các bạn lưu ý là chúng ta lựa chọn cái công cụ này khi mà cái hình ảnh của chúng ta có cái màu khác biệt so với cái màu nền xung quanh này. Đây, các bạn nhìn thấy con voi chúng ta có cái màu màu nó khác biệt hẳn so với cái màu nền, màu vùng trời xung quanh. Đây, có phần ở phía dưới này thì nó tương đồng này, màu nó khá là giống nhau, nhưng còn ở phía trên thì nó khác biệt hẳn. Thì khi khi cái màu nó khác biệt hẳn như vậy thì tức là phần ranh giới giữa hai cái vùng màu này nó rõ ràng. Cái phần ranh giới này người ta còn gọi là cái edge của hình ảnh, là cái cạnh của hình ảnh. Thì khi cái cạnh này nó có cái màu rõ ràng như vậy thì chúng ta sử dụng cái công cụ là Magic Nozzle Tool này, nó sẽ nhận diện được hai cái phần ranh giới này nó khác nhau, thì khi đó chương trình nó sẽ tự động nó tạo các cái điểm của vùng chọn ở trên cái cạnh này, nó cho chúng ta nó được chính xác này. Đây, khi chúng ta tạo vùng chọn các bạn ta kích click vào cái điểm này. Đây, chúng ta chỉ kích click và đưa chuột đi đó. Chúng ta đưa chuột đi và chương trình nó tự động nó nhận diện ra cái cạnh mép của cái hình ảnh chúng ta, và nó tạo ra các cái điểm chứ chúng ta không cần phải click chuột, được chưa? Khác so với cái Lasso Tool và cái công cụ Poly Lasso Tool là các bạn cần phải click hoặc là các bạn giữ chuột, nhưng đối với công cụ Magic Lasso Tool này các bạn chỉ cần click vào cái điểm đầu tiên, sau đó đưa chuột đi theo cái mép của hình ảnh chúng ta tạo cần tạo vùng chọn, thì chương trình nó sẽ tạo tự động nó tạo các cái điểm ở bám xung quanh cái vùng chọn này. Và đối với một số các cái điểm ở đây nó chương trình nó không nhận diện ra được cái điểm màu thì ta cần phải click chuột này. Đã. Điểm nào mà chương trình chúng ta cảm thấy là chương trình nó khi chúng ta đưa chuột đến vùng đó mà chương trình nó không tự động nó tạo ra được các cái điểm này thì chúng ta cần phải click chuột để hỗ trợ cho chương trình, giúp cho chương trình nó nhận ra được cái điểm màu đó. Thì ở những cái điểm đó là những cái điểm đa phần là chúng ta thấy được là cái hai cái màu nó khó tương đồng với nhau, nó giống nhau, thì lúc đó chương trình nó sẽ khó khăn, nó không tạo nó không nhận diện ra được các cái điểm khác biệt, thì chúng ta cần phải hỗ trợ bằng cách là click chuột. Đây, những cái điểm nào nó nhận diện được nhanh này thì chúng ta cần phải đi nhanh, có những cái điểm này chúng ta thấy nó tương đồng này thì chúng ta có thể chủ động click chuột này. Đây, các bạn có thể chỗ này chúng ta có thể click chuột này vì nó nhìn nó khá là giống nhau. Đây, chúng ta có thể kết hợp vừa click chuột và vừa để chương trình tự động nhận diện những chỗ nào mà dễ để chương trình nó tự động nhận diện. Đây, chỗ này có vẻ dễ này thì chúng ta có thể đi nhanh hơn, chương trình nó sẽ nhận diện nó chính xác hơn này. Đây, khi các bạn đưa như các bạn nhìn chỗ con chuột nhé, khi chúng ta đưa về điểm đầu tiên này chứ nó sẽ có xuất hiện một cái vòng tròn ở phía dưới phía dưới cái hình con chuột đó, các bạn thấy xuất hiện cái vòng tròn chưa đó, thì chúng ta chỉ cần click chuột một cái. Với cái công cụ này thì chúng ta tạo cái vùng tròn nó sẽ dễ dàng hơn này, các bạn thấy chúng ta tạo nó nhanh hơn và nó nhẹ nhàng hơn, nó không phải click chuột nhiều lần như hai cái công cụ trước này. Thì ở đây chúng ta có một vài cái chỗ chúng ta cần phải loại bỏ đi này, ví dụ như phía trong này, thì để loại bỏ khỏi vùng chọn chúng ta giữ phím Alt này, và chúng ta ở phía trong này chúng ta giữ phím Alt này, chúng ta click chuột này.
Đó. Ở chỗ này nữa, chúng ta cần loại loại bỏ thêm chỗ này nữa này. Dụ chỗ này các bạn có thể chỉnh sửa bằng cách là chúng ta loại bỏ thêm cái vùng ở trong này. Chúng ta sẽ chọn một cái công cụ phía trên là lasso tool này, vì cái chỗ này nó bé, chúng ta nên chọn cái poly lasso tool hoặc là lasso tool đều được cả. Các bạn giữ phím Alt này, đây click chuột vào các cái điểm này đó. Chưa? Thì các bạn cứ làm như vậy, khi nào chúng ta cảm thấy là phần hình chọn của chúng ta đã ổn rồi thì chúng ta di chuyển cái chúng ta có thao tác là chúng ta di chuyển cái phần lựa chọn này sang cái file chúng ta đã tạo lúc trước này. Chúng ta copy vào, chúng ta chọn edit này, copy này, cái file đây thầy đã tắt rồi, thầy sẽ mở lại vào file chọn open này. Lúc nãy thầy sẽ lựa tạo một cái file là bài 2, đây chọn open này, đây thì sẽ paste cái con voi ở đây. Các bạn paste xuống đây, các bạn khi các bạn paste xuống đây bạn có thể nhìn thấy cái con voi của nó, chúng ta ở đây này. Chúng ta có thể di chuyển, các bạn click và giữ chuột vào cái layer 3 này và di chuyển lên trên này, đang di chuyển lên trên đó. Đây là cái con voi mà các bạn vừa mới tạo ra. Đây các bạn nhìn thấy đây có một cái lỗi này ở cái con gà này đó, thì các bạn có thể là quay lại đây, chúng ta đi đến cái phần đó đây. Cái phần này chúng ta đã cắt bớt này, chúng ta cần phải sửa cái chỗ này. Các bạn để thêm cái phần 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 phía dưới này vào vùng lựa chọn, chúng ta giữ phím Shift này, phím Shift và chúng ta chọn công cụ đây là Polylasso Tool nhé. Nó kích ra đó, được chưa? Rồi chúng ta cái chỗ C để copy này, để mở cái file bài 2 ra. Ở đây có cái layer 3 này, các bạn nhìn này, ở đây có cái con mắt này, là con voi đúng không ạ? Đấy, các bạn click chọn layer 3, chúng ta đầu tiên chúng ta xóa bỏ cái con voi cũ đi đã nhé. Click vào layer 3 này, sau đó chọn cái biểu tượng thùng rác đây, chúng ta xóa nó đi, chọn yes. Đó. Sau chúng ta ấn Ctrl V. Đó. Thì ở đây là nó lại tạo ra một cái layer 3 mới, thì lúc này là cái này với cái layer 3 này. Đây chúng ta để bỏ chọn. Với cái layer 3 này chúng ta chọn cái công cụ mover này, chúng ta có thể di chuyển con voi lên này. Đó. Thì ở đây có con voi đã được chọn rồi. À, chúng ta đã chọn con voi sang đây rồi này. Bây giờ thầy quay lại cái phần đây một chút để thầy nói thêm về cái công cụ Magic Lasso Tool này. Đối với cái công cụ này thì ở phía trên này của chúng ta có một vài cái tùy chọn các bạn có thể lưu ý thêm này. Đó là cái tùy chọn đầu tiên là width này. Width ở đây nó là cái vùng nhận diện xung quanh cái con chuột của chúng ta. Ở đây là 10 pixel, tức là nó sẽ nhận diện là xung quanh cái vị trí cái điểm click của chúng ta là 10 pixel này. Thì nếu mà tùy theo cái hình ảnh chúng ta có thể tăng lên hoặc giảm đi, giảm cái khoảng width này đi này. Cái lựa chọn thứ hai là contrast. Contrast ở đây tức là cái nhận diện cái phần tương phản giữa biên độ màu của và cái hình ảnh này, xung quanh này, mặc định nó sẽ là 10% này. Cái phần thứ ba là frequency. Frequency tức là nó sẽ là xác định cái tần số để xuất hiện các cái điểm neo. Cái frequency này càng cao thì tần số này các cái điểm neo xuất hiện càng nhiều. Thì đây là ba cái tham số chúng ta có thể tùy chọn sửa đổi đi khi mà chúng ta tạo cái vùng chọn bằng cái công cụ Magic Lasso Tool này. Thì tùy từng vào cái ngành chúng ta điều chỉnh ba cái tham số này. Thì các bạn chỉ cần lưu ý là chúng ta sử dụng cái công cụ Magic Lasso Tool này khi nào, khi mà cái phần hình ảnh của chúng ta nó có cái màu nó khác biệt so với cái màu nền, thì khi đó chúng ta sử dụng cái công cụ này để Photoshop tự động nó tạo các cái vùng chọn ở xung quanh cái hình ảnh của chúng ta, nó chính xác và nó nhanh hơn cái việc là chúng ta sử dụng hai cái công cụ là Lasso Tool và Poly Lasso Tool. Nhưng khi đến cái phần nào mà hình ảnh chúng ta thấy cái màu nền nó tương đồng thì chúng ta sẽ
hỗ trợ cái công phần marketing nào cho tôi bằng cách là chúng ta chủ động click click chuột để tạo cái điểm vùng chọn để cho nó chính xác hơn. Và nếu mà các bạn tạo vùng chọn xong và thấy nó có những cái điểm nào nó không chính xác thì các bạn không nên tạo lại vùng chọn, mà các bạn bổ sung những cái điểm đó bằng cách là thêm hoặc bớt đi vào vùng chọn bằng cách giữ phím Shift hoặc là Alt giống như ở cái phần thầy vừa mới hướng dẫn các bạn. Phần nào thừa thì chúng ta bỏ đi bằng cách giữ phím Alt, phần nào cần thêm vào chúng ta giữ phím Shift. Vậy là thầy vừa mới giới thiệu với các bạn ba cái công cụ tạo vùng chọn trong nhóm Lazo Tool. Phần sau thì sẽ giới thiệu một vài cái công cụ khác nữa để giúp chúng ta tạo cái vùng chọn được nhanh và chính xác hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.